Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục bảo dưỡng một chiếc ghế FJ250 cho nhà anh Hà ở Sông Lô, Sông Lô Vĩnh Phúc. Và sau đây mình sẽ tham khảo một vài ý kiến của cô mà sau khi đã sử dụng chiếc ghế này. Cô ơi, cô cho cháu hỏi là chiếc ghế này cô mua được đến giờ này được bao nhiêu lâu rồi cô? Cô mua được gần 2 năm rồi cháu ạ. Gần 2 năm dạ. Vâng, cô sau trong khoảng 2 năm mới sử dụng thì cái ghế này có xảy ra cái vấn đề gì không cô nhỉ? Nói chung là máy thì tốt đấy cháu ạ. Không có vấn đề gì cả. Vâng. Vâng. Cô sử dụng chiếc ghế này cô có cảm nhận gì không? Nói chung là cô thời gian vừa qua là cô bị xương khớp vâng. Thì vai gáy. Dạ. Thì cô nằm cái ghế này cô thấy nó rất phù hợp. Vâng. Tốt. Vâng ạ. Sức khỏe. Dạ, vâng. Cô có hài lòng về cái chất lượng của dịch vụ sau khi bên cháu đã bán chiếc ghế cho cô không? Cô chưa thấy có loại này đâu. Vâng. Cảm ơn cô vì những điều cô chia sẻ vừa rồi ạ. Chúc cô thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Dạ vâng. Cảm ơn công ty.